Vừa qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã khai mạc hội thi dịch vụ xuất sắc năm 2019 nhằm tôn vinh các tập thể cá nhân có sáng kiến, sản phẩm dịch vụ đổi mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự hài lòng của khách hàng. Hội thi cũng là một phần trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập EVN-NPC, mùng 6 tháng 10 năm 1969, mùng 6 tháng 10 năm 2019. Cuộc thi dịch vụ xuất sắc của EVN-NPC nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên trong tổng công ty, đồng thời cũng là một phần trong kế hoạch tổng thể rộng lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu tầm nhìn của EVN-NPC, đó là phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh điện năng hàng đầu khu vực Đông Nam Á bằng chất lượng nguồn nhân lực cao, lưới điện thông minh, văn hóa doanh nghiệp mạnh và dịch vụ xuất sắc. Từ đó góp phần quan trọng vào hành trình văn hóa của EVN-NPC và 10 cam kết thay đổi của chính mình để kiến tạo ra những giá trị mới qua việc từ vai trò nhà cung cấp điện năng tiến đến trở thành người cố vấn tin cậy, có khả năng kiến tạo giá trị cho khách hàng. Từ thói quen tư duy không có đối thủ sang tư duy cạnh tranh. Từ phong cách quản lý khách hàng mang nặng tính nghiệp vụ sang tập trung kiến tạo và gia tăng giá trị và độ hài lòng của khách hàng. Tham dự hội thi dịch vụ xuất sắc năm 2019, có 30 đội thi là các đơn vị thành viên của tổng công ty, bao gồm 24 công ty điện lực trực thuộc, 3 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Điện lực Hải Dương, Điện lực Hải Phòng, Điện lực Ninh Bình, Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng và Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực Miền Bắc.